Chào các bạn, tôi là Ngân đến từ công ty Thảo Cỏ Việt. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách trồng hạt cỏ. Thì trước giờ chúng ta trồng hạt cỏ bằng thảm hoặc là bằng cách là tách khóm. Hôm nay chúng tôi chia sẻ về cách dùng hạt giống để mà chúng ta gieo. Đây là một cái phương cách mới tiết kiệm hơn và nó mang lại nhiều cái hiệu quả về chi phí. Thì đây là cái cỏ Bakuda và mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phương pháp để chúng ta có thể gieo được hiệu quả nhất. Đây là hạt cỏ Nhật. Tí xíu nữa mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem cái cách để làm sao để có được cái